Nhận định Newcastle United với Liverpool. 3 giờ ngày 31 tháng 12, vòng 16 ngoại hạng Anh, Liverpool đang đứng trước cơ hội gia tăng khoảng cách khi mà các đối thủ lần lượt phải chia điểm ở vòng đấu này. Nhận định Newcastle với Liverpool. Với sức mạnh của mình, The Kop sẽ dễ dàng giành được chiến thắng trong bối cảnh Newcastle đang không có màn trình diễn tốt trong thời gian gần đây. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thêm trận đấu mới nhất nhé. So hình ảnh băng băng về đích mùa giải trước, Liverpool gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc đua vô địch giải ngoại hạng Anh mùa này. Khách quan, đội bóng thành phố cảng vẫn duy trì được vị thế số 1 giải đấu song không còn quá chèn ép mọi đối thủ. Nếu tính tới thời điểm hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Klopp sở hữu 9 trận thắng, hòa 5 và chỉ thua một đúng một trận. Đáng thất vọng, trận thua Liverpool đã nhận là trận thua 2-7 trên sân của Aston Villa, trận thua với tỷ số kỷ lục của Liverpool tại Premier League. Lúc này, Liverpool vẫn nắm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng song Salah cùng đồng đội vẫn khiến nhiều người hâm mộ bất an với phong độ thất thường có thể mất điểm dù đối thủ có là đội bóng đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Chẳng nói đâu xa, cứ nhìn vào trận hòa 1-1 trước đội Abchot West Brom cách đây ít ngày của Liverpool là ví dụ. Trở lại với lượt trận đêm nay, Liverpool có chuyến hành quân tới sân của Newcastle. Xét về phong độ lẫn chiều sâu đội hình, 3 điểm tụt về Liverpool là kịch bản không bất ngờ. Nhưng đây sẽ là trận đấu khiến thầy trò huấn luyện viên Klopp tốn nhiều sức lực. Lưu ý, Newcastle không phải cái tên dễ bắt nạt trên sân nhà. Bằng chứng, họ bất bại tới 4 trên 6 trận vừa rồi được chơi trên sân nhà Stamford Park. Thực tế, Liverpool cũng hiểu rõ chích chòe khó đoán như thế nào khi được chơi tại tổ ấm Stamford Park. Lùi lại 9 trận vừa rồi làm khách trên sân của Newcastle tại ngoại hạng Anh, Liverpool chỉ thắng 3, còn lại là 2 trận hòa và nhận tới 4 thất bại. Với dữ liệu trên, giới đầu tư sẽ phải thận trọng khi gửi gắm niềm tin vào Liverpool. Dự đoán tỷ số Newcastle với Liverpool 1-3.